Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi Hãng hàng không Starless có chuyến bay về Việt Nam Jean và Kim Thu Jewelry nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có hình bản đồ Việt Nam 714 và 7146577866. Happy Too chuyên bán nệm cao su cứng chống đậu lực sản xuất tại Mỹ 7148976100 và 7144877889. Gọi ngay Mango Tours 866 435 9746 để có vé máy bay giá ưu đại đến Việt Nam chỉ từ 650 đồng. Quán cá trên lầu chợ Sài Gòn 714 989 9911 hay vào website cá nướng gia dòng .com. Công ty chuyển tiền Hồng Lan, một thương hiệu đáng tin cận. Mọi chi tiết xin gọi 888 880 8345. Đây. Hoàng chương tôi cho làm biết tất cả quý khán thính giả từ cà phê sáng sang thời sự thế giới. Đầu tiên là thời tiết trong ngày với Thảo Yên và liệu rằng còn mưa nữa hay không. Không thấy mưa thôi ừ. quý vị, thì anh hôm qua cũng không thấy mà tự nhiên cái khoảng đâu 6 giờ chiều hôm qua cái mưa một chút xíu. Yeah. Thì hôm nay em cũng nhìn là không có thấy mưa thôi quý vị. Ừ. À cho nên là thấy nhiệt độ nay thấy khá ấm áp, 68, gần 70 độ. Gió cũng ít nữa. À, ngày mai thì thấy nhiệt độ trung bình là cũng khoảng được 70. Nhưng mà qua đến chủ nhật đó, kéo dài đến đầu tuần sau thì thấy nhiệt độ giảm nhẹ nhẹ, khoảng còn đâu có 60 mấy độ. À, mấy ngày đó thì gió nó nhiều hơn cho nên thấy là hơi lành lạnh. Yeah. Sáng nay đặc biệt quý vị sau khi trời mưa và trời âm u và buổi sáng mây nhiều đó ảnh hưởng của tình trạng mưa bão thì sáng ngày hôm nay đặc biệt quý vị thức dậy thấy bừng sáng luôn. Và cũng xin được nhắc lại vào tối ngày mai lẽ đương nhiên đồng hồ của chúng ta sẽ đổi lúc 2 giờ sáng chủ nhật nếu đồng hồ tự động trong điện thoại. Tuy nhiên rất nhiều nhà vẫn còn sử dụng đồng hồ xài pin và vì thế chúng ta lại phải mất công thay đổi giờ bắt à, Đầu ngày mai thì à, vặn đồng hồ để đừng quên sẽ đi làm sáng thứ hai Chúng tôi phải nhắc với chúng tôi điều đó công ăn việc làm được tạo ra trong tháng 2 vừa qua tốt đẹp thưa quý vị và à, Nó diễn ra vào thời điểm sau bài diễn văn thông điệp liên bang của ông tổng thống Joe Biden theo báo cáo của bộ lao động ngày hôm nay 275.000 công ăn việc làm đã được tạo ra trong tháng 2. Tuy nhiên, tỷ lệ thất nghiệp lại nhích lên từ 3,7 thành 3,9%. Điều này để cho thấy mỗi một tháng chúng ta thấy báo cáo công ăn việc làm tăng. Tuy nhiên, bên cạnh đó về tình trạng thất nghiệp cũng có, không có nghĩa là lúc nào thị trường Hoa Kỳ cũng có việc làm nhiều hơn là tình trạng thất nghiệp. Cho nên đó là lý do tại sao trong tháng 1, báo cáo của tháng 1 thì tỷ lệ thất nghiệp là 3,7 nhưng mà sang báo cáo của tháng 2 tỷ lệ lại nhích lên thêm chấm 2% nữa là như thế. Có nghĩa là nếu mà tính chung về số công ăn việc làm thì người thất nghiệp vẫn còn nhiều hơn là so với công ăn việc làm được tạo ra. Điểm đáng chú ý theo báo cáo của Bộ Lao động Hoa Kỳ ngày hôm nay đó, phần lớn công việc được tạo ra là trong ngành nghề y tế thưa quý vị à, công nhân y tá bác sĩ được thuê mướn rất nhiều và đó cũng là điểm mấu chốt mà trong bài diễn văn tối ngày hôm qua ông biden đề cập đến việc mà tiếp tục hỗ trợ cho medicare rồi à, thuốc à, dược phẩm vừa túi tiền cũng như các loại à, thuốc insulin hỗ trợ cho người tiểu đường À, chính quyền đã tạo nên 52.000 công ăn việc làm và đồng thời à, nhà hàng à, khách sạn cũng như các quán bar restaurants and bars quý vị lại đóng góp đấy 42.000 công ăn, việc làm điều này để cho thấy đó với cái tình hình phát triển trở lại đặc biệt là bắt đầu bước vào mùa xuân và mùa hè đó cái số người du lịch trên khắp nước Mỹ và có thể cũng sẽ ảnh hưởng luôn cả toàn cầu nữa khi người mỹ đi du lịch ở khắp nơi thì lẽ đương nhiên nhà hàng khách sạn đặc biệt là các quán bar từ los angeles cho tới new york họ lại phải thuê mướn thêm bởi vì à, rất đông những người du khách và kể cả những người dân địa phương bây giờ họ thích ra ngoài đường à, sau một mùa đông thì phần lớn đó là cách sinh hoạt ngoài trời à, công ăn việc làm hiện nay được báo cáo cộng thêm nữa là mọi người quan tâm là liệu rằng lương của tôi có tăng không? Bản báo cáo chỉ cho biết trong tháng 2 vừa qua, lương chỉ tăng có chấm 1% mà thôi. Tuy nhiên, nếu tính trung bình trong vòng 1 năm trở lại, tức là từ tháng 2 của năm 2023 cho đến tháng 2 2024, lương đã tăng tới 4,3%. Thưa quý vị, có lúc tăng trên chấm 5%, có lúc trên uh, trên chấm 1% và vị trí tổng, uh, tổng cộng lại 12 tháng thì lên được hơn 4%. À, chúng tôi vừa có một cái bản tin breaking news với vừa đọc được. Wow, uh, ông Trump vừa phải đóng tiền bond 91,6 triệu Mỹ Kim. À, chúng tôi sẽ đề cập thêm với cái chi tiết này. Dow Jones lên được 98 điểm, Nasdaq lên 54, S&P 500 lên gần 14 điểm. Công trái phiếu 10 năm là 4,08 giảm hơn so với 4,3 vào tuần rồi. Dầu xuống 41 sen, hôm nay là 78 đồng 52 sen. Vàng tiếp tục lên rất mạnh, 18 đồng 60 sen. Hôm nay kỷ lục mới, mỗi ngày vàng lên đều, đều có kỷ lục mới. 2.183 đồng 90 sen, một choi ao. Dân Việt Nam đổ xô đi mua vàng hoặc là bán vàng rất nhiều trong thời gian qua. Và thưa quý vị, vào ngày hôm qua thì sau cái thông điệp liên bang của Tổng thống Biden đó, thì đương nhiên là báo chí rồi tất cả các đài truyền hình họ đã giống như là đưa ra những cái nhận định. Thì cái thông điệp liên bang năm nay được xem là vô cùng quan trọng với ông Biden vì hai lý do thưa quý vị. Thứ nhất là cái tỷ lệ ủng hộ cho ông nó đã xuống gần như là ở mức thấp nhất theo 538 thì trước cái thông điệp liên bang đó tỷ lệ ủng hộ cho ông hiện nay chỉ còn có 38 trăm gần như thấp nhất ở trong lịch sử và thứ hai nữa là cái vấn đề về tuổi tác của ông à, ông bị à, trong suốt gần à, 3 năm qua đó, ông bị cho là đã quá già rồi có nhiều những cái lần ông bị à, tỏ ra giống như là nói bị sơ sẩy ngẩn ngãn vân vân tùm lum hết, cho nên cái thông điệp liên bang này à, ông cần phải cho người dân thấy được là ông vẫn còn rất là minh mẫn và còn có khả năng có thể tiếp tục lãnh đạo trong vòng 4 năm sắp tới nữa. Thì à, và cái tuổi tác ông là bây giờ năm nay năm tám ông Trump cũng đã bảy mươi bảy rồi nếu như mà ông Trump đắc cử thì ông Trump cũng chẳng xem đã được xem là trẻ hơn ông bao nhiêu cả cho nên là cái thông điệp liên bang năm nay người dân họ muốn xem xem giữa cả hai thì ai giống như là còn khả năng nhiều hơn thì thưa quý vị lúc thường lúc ban đầu đó cái thông điệp liên bang của một người à, tổng thống à, ông sẽ à, lúc à, cái cái phần đầu là họ sẽ tập trung nói về những cái thành tựu của mình đã đạt được trong vòng 2 năm qua như thế nào thì thường nó là như vậy nhưng mà đổi ngược lại với lại cái tính khí ôn hòa của ông Biden thì ai cũng nghĩ là ông sẽ làm như vậy nhưng mà không với cái tình thế năm nay nó đã khác đi rồi ông không thể mà tập trung vào cái chuyện thành tựu được nữa mà ông đã đổi chiến thuật theo quý vị thì lập tức chúng ta thấy thấy được liền là mở đầu cái bài diễn văn đó là ông đã tấn công ông Trump liền ngay lập tức mặc dù không nhắc đến tên của Trump một lần nào hết nhưng mà chúng ta nghe là chúng ta biết được à, chẳng hạn như ông chỉ trích rất là mạnh mẽ những cái kẻ mà đã bạo loạn vào điện Capitol rồi những cái kẻ mà không công nhận Putin là một cái nối hiểm họa à, gây ra cuộc chiến ở Ukraine, quý vị cũng nhớ là Trump à, cứ khen Putin liên tục à, chẳng hạn như vậy. Và sau khi mà tấn công Trump liên tục thì à, chúng ta thấy được là ông Biden á, lần này ông đã bám rất là sát vào cái cái script cái bài diễn văn à, và khi mà trình bày đó ông tỏ ra rất là à, không biết dịch làm sao, có passion thưa quý vị à, và 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 có tính khí, vâng, <laughs> vừa passion Sức mà cảm. mà vừa energetic nữa, thì họ thấy là giống như nó khác với cái 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 đường lối thông thường của ông, yeah. là ông thường rất là ôn hòa, thì nhưng mà như vậy cho thấy được là ông cũng đã rất là cố gắng à, và sau đó thì chúng ta cũng biết là ông bị chỉ trích về cái vấn đề à, tuổi tác rồi không còn minh mẫn và cái chuyện mà ông bị à, mất điểm rất là nhiều đó là à, cái vấn đề về à, di dân bất hợp pháp thì đáng tiếc thưa quý vị là khi mà nói về cái và cái cái vụ di dân bất hợp pháp thì ông lại đang bị mất điểm là xui cho ông là mới chỉ có tuần trước thôi à, một cô nữ sinh viên ở mươi 22 tuổi bị một di dân bất hợp pháp à, giết chết thì ông không thể nào ông bỏ qua cái chuyện đó được ông phải nhắc. Nhưng mà xui cho ông ông nhắc cô tên là à Lincoln Riley thì ông lại gọi là Lincoln Riley thôi quý vị ừ. thì nó lại tiếp tục cho thấy là rõ ràng những cái chuyện mà nhỏ nhỏ như tên tuổi đó là ông vẫn không thể nào mà nhớ được. Và chúng tôi sẽ quay trở lại tiếp tục phần tin tức này kính mời quý vị cùng theo dõi. Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi hãng hàng không Starolis có chuyến bay về Việt Nam. Jean và Kim Thu Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam 714-985-9999 và 714-657-7866. Happy Too chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ 714-897-6100 và 714-487-7889. Gọi ngay Mango Tours 866 435 9746 để có vé máy bay giá ưu đại đến Việt Nam chỉ từ 650 đồng. Quán cá trên lầu chợ Sài Gòn 714 989 9911 hay vào website cá nướng gia giòn com. Công ty chuyển tiền Hồng Lan một thương hiệu đáng tin cậy. Mọi chi tiết xin gọi 888 880 8345. Vâng thưa quý vị, vẫn tiếp tục trong cái thông điệp liên bang ngày hôm qua của tổng thống Biden thì đây là một cái sơ đồ của CNN, họ tổng kết lại để mà cho thấy là ông Biden nói nhiều nhất về cái vấn đề gì thì rõ ràng là ông chỉ nói nhiều về cái chính sách đối nội à, chiếm đến 19 phút 33 giây thì trong đó có về À, vấn đề uh, giáo dục rồi uh, sức khỏe vân vân, cái vấn đề sức khỏe là cái vấn đề mà ông uh, giống như là có đạt được nhiều thành công nhất uh, rõ ràng chúng ta thấy đó là chính quyền của ông đã uh, giảm được cái cái số uh, số tiền mà uh, những người cao tuổi phải trả cho insulin bây giờ chỉ còn uh, không quá 35 đồng chẳng hạn như vậy. Rồi các công ty uh, dược phẩm không thể uh, bây giờ muốn bill bao nhiêu thì bill chẳng hạn như vậy. Uh, đó là những cái nỗ lực ông có làm được cho người dân thì chúng ta phải công nhận. Và thứ hai nữa, uh, ông nói nhiều về kinh tế, chiếm 13 phút 50 giây. Nhưng mà cái vấn đề kinh tế uh, với, cái, với cái vụ mà lạm phát thì đây là một uh, lạm phát cùng với di dân bất hợp pháp là hai cái vấn đề mà ông bị uh, giống như là mất điểm nhiều nhất ở trong lòng người dân cho nên là ông cũng phải bám nhiều vào cái vấn đề kinh tế thật sự ông nói rằng nếu mà đọc những cái số liệu cho thấy nền kinh tế nó không hề tệ như giống như là những gì những người mà đang chỉ trích ông nói chẳng hạn như vậy thì nhìn chung một nửa ban đầu đương nhiên là ông phải tấn công trực diện về phía ông trump và cái mục nửa sau đó thì ông nêu ra những cái lý do mà tại sao người dân nên tiếp tục để cho ông có thêm 4 năm nữa à, Bởi vì ông hứa hẹn là cái vấn đề về cái quyền phá thai của người phụ nữ Thì nếu như những ai mà còn muốn được cái quyền phá thai đó thì phải cần phải tiếp tục có một cái chính quyền của đảng Dân Chủ à, Mặc dù muốn lật ngược lại cái reverse uh, way thưa quý vị thì chúng ta phải uh, ông cần phải có cả hạ viện và thượng viện uh, nhưng mà bây giờ uh, hạ viện thì lại do Đảng Cộng hòa uh, chiếm đa số. À, chiều nay trong phần tin tức rồi mà chúng tôi sẽ đề cập thêm đặc biệt là chủ nghĩa dân túy mà ông Biden theo đuổi. Và nói đến chủ nghĩa dân túy thì cũng là cái đường hướng mà chính quyền của ông cựu tổng thống Trump cũng đã từng theo đuổi trước đây. Dân túy như thế nào và các thông điệp này ảnh hưởng ra sao? mà quý vị theo dõi phần tin tức nổi bật lúc 5 giờ chiều nay quý vị nhé. Và breaking news ngày hôm nay, sau khi tìm cách năn nỉ không thành công, ngày hôm qua thì bản tin nói rằng luật sư của ông Trump đã một lần nữa, đề nghị và mong mỏi họ dùng cái những cái chữ như vậy bởi vì à, muốn à, em, thuyết phục tòa đó phải năn nỉ để làm sao giảm cái số tiền mà đóng tại ngoại hầu tra và trong lúc kháng án để chúng ta dùng cái chữ tại ngoại hầu tra giống như là tiền beo vậy đó để dễ hiểu bởi vì à, trong vụ án dân sự hay là hình sự cũng thế nữa tòa nói hôm nay anh không có nhận tội hoặc là tội đã có rồi mà anh kháng án thì lẽ đương nhiên anh phải đóng một triệu họ nói là một triệu tiền beo nhưng mà thường nó khoảng 10 là ai mà có một triệu cho nên họ phải mua cái beo 10 phần trăm bon sẽ có một triệu cho tòa biết tôi đưa cho tòa một triệu đây tòa thấy rõ tôi có một triệu trong trường hợp cái tên này nó không xuất hiện đó nó trở lại tòa đó thì sẽ mất một triệu đó. Đó là lý do mà những cái công ty baobon họ phải có những cái kẻ mà đi săn lùng những cái kẻ mà trốn ừ, trong lúc tại bởi vì tiền lời đó 10% phần trăm những ví dụ bắt đóng một triệu mà tiền lời 100 trăm ngàn đó là lý do mà baobon họ sống được và thường chúng ta thấy những cái baobon nó gần với những cái tòa à, hoặc là những cái sở cảnh sát hoặc là những nhà tù. thì trong trường hợp này thì là mặc vụ dân sự Ông Trump đang đương đầu với hai vụ, một ở cả hai ở New York nhưng mà vụ liên quan đến thập niên 90 khi ông tấn công bà ký giả nhà báo lúc đó Jean Carroll. Mới đầu thì cái vụ đó nó chỉ vào khoảng có 5 triệu thôi thì đã tưởng là xong rồi. Nhưng mà khổ đó ông Trump á người ta nói rằng và đó là lý do mà quan tòa nói tất cả mọi sự là do cái miệng của ông, do cái hành vi của ông. Nếu mà ông để yên cái chuyện đó đó, không có gì hết thì chỉ đóng có tốn có 5 triệu để trả cho bà Eugene Carroll thôi. Đằng này sau khi đó ông lại ra lại tiếp tục chỉ trích thậm chí là phỉ bán ô con mụ đó là tôi nhìn là tôi ngán ngẩm không muốn đụng tới tôi cũng chẳng biết mụ đó là ai những cái chuyện đó khi mà ông tuyên bố đó đã khiến cho bà Eugene nổi giận thế là bà kiện trở lại và lần này không ai ngờ là tòa về cái tội phỉ bán không thôi tức là họ thấy rằng cái vụ 5 triệu đó mà ông Trump vẫn tiếp tục đưa ra những cái công bố chỉ trích những người khác phạt nặng phạt thật nặng để hy vọng là ông sẽ không tiếp tục chỉ trích thứ nhất nhân viên tòa án ông quan tòa và kể cả đưa uh, nguyên đơn. Và đó là lý do tại sao tòa New York đã ra cái phán quyết lên tới hơn 83 triệu Mỹ Kim. Thế thì ông kháng án, à, mới đầu thì năn nỉ yêu cầu để giảm cái tiền 83 triệu gió xuống còn hai ba chục triệu gì đó vì án quá lớn. Ông Trump cũng chỉ trích về cái án tiền phạt quá nặng. Thì năn nỉ không được thì phải kháng án. Thì ở vấn đề ở đây chúng ta cũng biết mỗi khi quý vị muốn kháng án thì Tòa nói rất là đơn giản bởi vì đó là cái quyền thủ tục hiến định anh muốn kháng án cỡ nào cũng được hết nhưng mà muốn kháng án cho chúng tôi thấy cái số tiền mà anh phải nộp đủ cộng 10% nữa thưa quý vị. Và đó là lý do à, riêng mỗi một tiểu bang á Bellbon bon nó có cái sự khác biệt riêng ở New York họ bắt phải đóng thêm 10% và đó là lý do sáng ngày hôm nay ông phải đóng tới 91.6 triệu Mỹ kim thay vì có 83 triệu chấm 6 mà thôi phải đóng thêm. Và điều này để cho thấy rằng đây là cái tiền bon đầu tiên ông phải đóng. Bởi vì hôm qua quan tòa sau khi năn nỉ không được thì quan tòa tuyên bố đó nếu trong vòng tuần lễ này mà ông không đóng đó thì sẽ tiến tới cái việc siết nợ. Đây chỉ là vụ đầu tiên 91 triệu Mỹ Kim. Vụ thứ nhì hiện nay ông cũng phải đương đầu cho tới ngày 25 tháng 3 tới đây lại phải đóng thêm cái bon nữa. Cái khó ở đây đó là tòa đã viện vào những cái lời mà ông tuyên bố. Chúng ta cũng còn nhớ đó, ông đã từng nói rằng, ô tôi vẫn còn tiền mặt, 400 triệu Mỹ Kim tiền mặt. Thì đó là những cái lý do mà bên phe công tố bị lý cuộc họ nói Ô ông Trump còn tiền cho nên ông ông nói là năn nỉ để giảm cái tiền beo xuống là được vô lý bây giờ cái tiến trình mà kháng án đó, thưa quý vị cũng khó lắm bởi vì thứ nhất đó, luật sư của trump phải có thêm các bằng chứng để nói rằng trong cái phiên tòa vừa rồi ở new york đó, là có những cái sai phạm liên quan tới về tính các con số hoặc là bên phía công tố hoặc là nhân chứng không đúng khi mà đưa ra những cái sai phạm đó để kháng án tòa kháng án phải nhìn có những cái bằng chứng mới, phải có thêm những cái lý lẽ mới. Họ mới đồng ý thụ lý hồ sơ. Thứ nhất, thứ hai nữa, có thể dựa theo những cái tình huống đó để nói rằng, ô bây giờ đây là các dữ kiện bên phía luật sư đưa ra để cho thấy rằng là trong cái phiên tòa bất công cho ông Trump. Lúc đó đã tòa kháng án mới đồng ý. Có thể là họ sẽ giảm thay vì cái số tiền 83,6 triệu Mỹ Kim thì có thể giảm xuống còn phân nửa vân vân nhưng mà cái tiến trình đó phải đòi hỏi là phải chứng minh được cho tòa những sai phạm nếu có ở tòa dưới mà thưa quý vị khi mà biện lý cuộc của New York họ đưa ra những cái con số về bằng chứng đó khó lòng mà chạy được lắm nhất là cái vụ mà 355 triệu cộng với 100 triệu Mỹ Kim tiền mà à, tiền lời đối với cái vụ án mà ông đặc biệt là sai à, kê khai cái tài sản sai trái. Đó chỉ là vụ dân sự thôi. 25 tháng 3 ông sẽ ra tòa về cái vụ án hình sự với Stormy Daniel và chúng tôi sẽ có thêm các chi tiết để gửi đến quý vị. Nhưng mà riêng trong cái vụ này thì giờ đây thì tòa đã nhận được cái số tiền 91 triệu Mỹ Kim. Đó là vụ thứ nhất kháng án. Thì bây giờ có thể là tòa ở trên ông vẫn đang tìm cách để năn nỉ ông tòa Engoron của cái vụ mà 355 triệu đó để giảm tiền xuống. Nhưng mà nếu mà ông quan tòa Eregon nói ô anh có gần 100 triệu để anh đóng bèo thì anh cũng phải có ít nhất là 455 triệu. Và chúng tôi thấy là trong cái luật của New York cộng thêm 10 triệu đó, có thể số tiền nó lên tới gần 500 triệu Mỹ Kim tiền bèo nữa thưa quý vị khó khăn về tài chính vô cùng cho ông Trump hiện nay. Chúng tôi tiếp tục với các bản tin đáng chú ý ngay sau bản quảng cáo. Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi hãng hàng không Starless có chuyến bay về Việt Nam. Chin và Kim Thu Jewelry nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 hình bản đồ Việt Nam 714985999 và 7146577866. Happy Too Easy chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ 714-897-6100 và 714 487 -7889. Gọi ngay Mango Tours 866 để có vé máy bay giá ưu đại đến Việt Nam chỉ từ 650 đồng Quán cá trên lầu chợ Sài Gòn 714-989-9911 hay vào website cá nướng da giòn com Công ty chuyển tiền Hồng Lan, một thương hiệu đáng tin cận. Mọi chi tiết xin gọi 888 880 8345. Cảm ơn quý vị đang theo dõi phần 3 của chương trình và thưa quý vị mới đây thì có một người đàn ông gốc Việt ở tại phía Bắc California đã vừa mới chính thức bị bắt và bị truy tố tội giết hai người đó là vợ và mẹ vợ thưa quý vị. Thì đây là hình ảnh của Phúc Võ. Thì theo cảnh sát ở tại San Pablo, đây là một cái thành phố cách San Francisco chỉ có khoảng 20 dặm thôi thưa quý vị. Cảnh sát ở đây cho biết vào ngày 13 ba tháng 9 năm ngoái đó anh phúc võ này là chồng của cô à, tên là thơ ngọc lý à, báo là vợ của anh cùng với mẹ vợ là bà à, quế hay là quê Trần bà 75 tuổi hai vợ chồng anh 40 tuổi anh báo cảnh sát là vợ với mẹ vợ đó à, đã đi khỏi nhà hơn một tuần không thấy về à, nghĩa là anh nói là lần cuối cùng anh thấy họ là vào ngày 6tây ngày 13 Tây anh mới báo cảnh sát cái lý do mà anh nói à, là họ bỏ đi là tại vì ngày 6 tây đó hai vợ chồng này cãi nhau rất là dữ dội thì à, anh thấy là vợ à, với mẹ vợ đó à, phát hai cái túi nhỏ nói là họ uh, bây giờ đi xuống miền nam california uh, thăm họ hàng nhưng mà rồi sau đó thì không thấy họ về anh không liên lạc được rồi cũng không có cái chiếc xe honda fit màu trắng luôn uh, hai người lái cái chiếc đó đi thì uh, phía cảnh sát report nói là như vậy hai vợ chồng anh phúc võ này có hai con thì trong lúc mà vợ với bà, bà ngoại đi vắng đó thì hai đứa nhỏ được anh gửi ở nhà những người họ hàng để mà mỗi ngày anh phải đi làm thế nhưng phía cảnh sát cho biết là sau khi mà họ mở hồ sơ họ điều tra đó thì họ thấy được có những cái khuất tất ở trong cái câu chuyện của anh Phúc Võ này cho nên là họ đã quay sang họ à, điều tra Phúc Võ thì đến ngày 5 tây tháng 12 Thưa quý vị nghĩa là 3 tháng sau à, khi mà à, cuộc điều tra diễn ra thì họ phát hiện lúc này anh này ảnh vẫn nói là vợ với mẹ vợ bỏ đi còn chiếc xe Honda Fit ở đâu không biết thế nhưng cảnh sát ừ. phát hiện được là anh này cứ vài ngày ảnh chạy xuống khu vực Auckland à ảnh cái chiếc Honda Fit do ảnh giấu thôi quý vị. Ừ. Cứ giống như đậu ở khúc này, khúc kia xong vài ngày chạy đến mưu cái xe đi chỗ khác. Thế là cảnh sát họ đã có bằng chứng là rõ ràng. À, bây giờ anh này ảnh ảnh khai man cho nên là cảnh sát đã xin được cái uh, giống như là lệnh lục soát uh, lục soát nhà thì họ nói bởi vì họ tin đó là cái nơi cuối cùng mà chị vợ với lại mẹ vợ đã ở đó thì họ nghĩ là đã có án mạng ở trong căn nhà thì họ nói là họ thu thập được rất nhiều những cái chứng cứ cho thấy được là cái câu chuyện nó không như phúc võ khai nhưng mà thì phúc võ đã chính thức bị bắt vào ngày hai mươi chín tháng hai này và bị truy tố là giết vợ với mẹ vợ nhưng mà đến bây giờ cảnh sát ở san paulo cho biết đã sáu tháng rồi họ không tìm được thi thể của cô À, thơ lý và bà ừ. Quế Trần à, và họ nói là anh này đến bây giờ ảnh vẫn không khai thưa quý vị ảnh vẫn nói là à, vợ với mẹ vợ bỏ đi cho nên là cảnh sát họ không có manh mối gì về cái nơi mà có thể tìm được thi thể của hai người này trong lúc uh, phải uh, tìm cách thuyết phục tòa án ông thẩm phán ở New York để giảm cái số tiền đóng bèo đã đóng xong cho bà Eugene Carroll 91,6 triệu bây giờ tới 455 triệu và cộng thêm 10% có thể lên đến 500 triệu nữa. Nhưng đến ngày 25 tháng 3 cũng ở New York, đây là cái vụ mà lớn hơn nhiều. Dân sự thì chúng ta chỉ có thiệt tiền thôi, nhưng mà hình sự là tù. Ông Trump sẽ ra hồ tòa về cái vụ 130.000 Mỹ Kim đã đóng cho cô tìm cách bịt miệng cô đào Stormy Daniel, người cựu diễn viên phim khiêu dâm và sau đó đã được dẫn dắt bởi Michael Cohen là người đã nộp tiền 130.000 ví kim với cái tấm chi phiếu cho Stormy Daniel sau khi đã ăn nằm với ông Trump. Nếu cái vụ đó nổ ra trước cuộc bầu cử năm 2016 thì xem như cái ghế của ông Trump không còn nữa có thể cục diện lịch sử của nước Mỹ đã thay đổi và điểm này để cho thấy cái dấu ấn trong lịch sử liên quan tới người phụ nữ đó Mỹ nhân đã tiếp tục gây điêu đứng cho biết bao nhiêu nhà lãnh đạo giờ đây Stormy Daniel tiếp tục gây điêu đứng cho ông Trump thế nhưng vào sáng ngày hôm nay à, à, hãng à, Peacock À, cái con công đó thưa quý vị của NBC News đó, đó là một trong những cái chi nhánh về tin tức, nhưng mà họ có những cái chi nhánh làm phim tài liệu. Ngày hôm nay Peacock tuyên bố vào ngày 18 tháng 3 trước cái phiên tòa diễn ra ở New York 25 tháng 3 một tuần, họ sẽ công bố tập tài liệu của Stormy Daniels. Tài liệu này để đưa ra những điểm mà hầu như công chúng không hề biết để Stormy Daniel kể sự thật về cái thời gian mà bà hoặc cô đã phải đương đầu với những cái vụ gọi là đe dọa từ những người ủng hộ cho ông Trump liên quan tới cái số tiền 130.000 Mỹ Kim. Mà giờ đây đó, cái chuyện đó thì không... Theo lời của Stormy Daniel cũng không hề biết cái chuyện đó chỉ biết là oh, ông Trump theo lời kể trước đây và kể cả một cuốn sách nữa chỉ là một người tỷ phú, một người nổi tiếng có nhìn thế thôi thế thôi. Cái chuyện mà ăn bánh trả tiền đi qua đêm là cái chuyện rất thường tình với cái số tiền nó quá lớn luôn thì ai chẳng muốn làm điều đó. Cho nên đó là lý do mà cô đã quan hệ tình dục với Donald Trump. Thế nhưng không ai có thể tưởng được chỉ một vụ đó thôi mà dẫn đến cái tình trạng mà thậm chí trong cái bản tài liệu này Sammy Daniel và đề này cũng đã từng cô được được kể lại trong cái những cái cuốn sách đó bị đe dọa và cái áp lực quá lớn luôn và trong suốt thời gian đó đó thời gian mà sau khi hoàn tất cái thủ tục 130.000 rồi đó khi ông lên làm tổng thống thì sau đó thì không ai có thể tưởng được chính Stymy nhôm không ngờ cái người mình đã chung chạ giờ đây làm tổng thống nước Mỹ thế là bà muốn ra và từ đó chúng ta mới thấy là trong cái suốt thời gian đó sau khi ông vô à, tòa bạch ốc rồi đó cái vụ mới đổ bể thì từ đó bà đã bị rất nhiều những cái tai tiếng người ta chỉ trích và đặc biệt những người MAGA ủng hộ ông Trump thậm chí có người đòi giết cô nữa thì ngày 18 này vào đúng một tuần lễ thì không biết là họ lẽ đương nhiên Hollywood mà họ muốn đưa ra những cái phim tài liệu và những cái cuốn phim có thể tạo dấu ấn nhất và để có nhiều người theo dõi nhất cho đến 18 tháng 3 họ sẽ công bố tập tài liệu này trong đó các cuộc phỏng vấn và uh, Stelmi Daniel sẽ là nhân vật chính kể lại cái cuộc đời thăng trầm của mình vào cái thời điểm bà là người duy nhất anh nằm với một ông tổng thống của nước Mỹ mà vẫn còn sống để kể lại và giờ đây đó chính người cựu tổng thống đã phải ra hầu tòa vì cái tên của chính mình Stormy Daniels và thưa quý vị trong tuần này thì cơ quan FBI cho biết họ vừa mới bắt một người phụ nữ bà này đó đã vốn là người sáng lập một cái tổ chức chuyên cung cấp và sự giúp đỡ cũng như là đấu tranh cho những người trẻ trong cộng đồng LGBTQ à, về cái tội là bà khai mang để mà lừa tiền của chính phủ rồi giống như là à, biển thủ công quỹ cũng như là rửa tiền thì đây là bà Ruby Corrado thôi quý vị theo hồ sơ của FBI bà là người sáng lập ra một cái tổ chức gọi là Casa Ruby à, ghi danh là bất vụ lợi thì bà cung cấp giống như là chỗ ở uh, cho những cái người trẻ mà uh, không nhà cửa thuộc cộng đồng LGBTQ đó thì đương nhiên khi mà bà cung cấp chỗ ở như vậy thì bà nhận được cái tiền trợ giúp từ chính phủ rồi giống bả lập ra những cái chương trình uh, giúp đỡ cho những người này trong cộng đồng này có được một cái công ăn việc làm thì tất cả những cái chuyện bả làm bả nhận tiền từ chính phủ và nhưng mà cơ quan FBI cho biết họ bắt đầu điều tra bà là vào năm 2022 khi mà cái hồ sơ của bà đã bị cơ quan IRS uh, đã red flag khi mà cái tiền thu chi nó không có đúng như là cái hồ sơ bạc khai thì phía FBI điều tra cho thấy được là uh, Bà đã khai man trong cái mùa đại dịch để mà nhận tiền trợ giúp từ chính phủ Bà nói là trong suốt cái thời gian đó Cái tổ chức của bà vẫn hoạt động, vẫn có mấy trăm nhân viên Bà vẫn trả tiền rồi vân vân Nhưng mà thật sự ra không phải Bà lấy tổng cộng gần một triệu rưỡi tiền trợ giúp đại dịch của chính phủ Bà mua sắm cho cá nhân và mua nhà cửa vân vân Thì sau khi mà biết mình bị... FBI điều tra đó, bà bán hết hai căn nhà ở Maryland và bỏ trốn về El Salvador. À, từ đó cho đến nay thì không biết có có thể bạn nghĩ là bà đã thoát rồi hay sao đó? Mà trong tuần này bà đã bay trở về lại Maryland. Thì ngay khi vừa bước xuống sân à, phi trường thì bà đã bị à, Hải quan ở đó bắt giữ và FBI đã áp tải bả về. Thì hai những tất cả những cái tội gộp lại đó thì có thể lãnh mức án tù cao nhất lên đến 30 năm thôi các bạn. Chúng tôi tiếp tục với bản tin đáng chú ý ngay sau phần quảng cáo. Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi hãng hàng không Starless có chuyến bay về Việt Nam. Jean và Kim Thu Jewelry nơi duy nhất bán vàng bốn số 9 có hình bản đồ Việt Nam 7149859999 và 7146577866. Happy Too chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ 7148976100 và 7144877889. Gọi ngay Mango Tours 866 435 9746 để có vé máy bay giá ưu đại đến Việt Nam chỉ từ 650 đồng quán cá trên lầu chợ Sài Gòn 7149899911 hay vào website cá nướng da giòn com công ty chuyển tiền Hồng Lan một thương hiệu đáng tin cậy mọi chi tiết xin gọi 8888808345 Một bản tin breaking news vừa được đưa ra vào tối ngày hôm qua, chúng tôi trong lúc mà tường trình trực tiếp bài diễn văn của ông Biden á thì đột nhiên nghe tiếng la ó âm ầm luôn và khiến ông phải khựng lại chút xíu. Trong lúc ông tiếp tục bài diễn văn thì tiếng la ó đằng sau vẫn âm ầm 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 luôn. Đến sáng ngày hôm nay mọi người mới biết được người đó là ai. Đó là ông Steve mươi 51 tuổi. Ông là người theo đảng Cộng hòa và có người con trai chết ở trong chiến tranh Afghanistan vào cái thời điểm dưới thời của ông Biden năm 2021 khi Hoa Kỳ triệt thoái khỏi Afghanistan vào cái thời điểm để lại mỡ hỗn độn và đó cũng là lý do trong cái bài đáp từ của bà thượng nghị sĩ sau đó đó đều nhắc tới cái vụ mà Bên phía Đảng Cộng hòa phải nhắc nhở với cử tri đó đừng quên về cái sự thảm bại của ông Biden trong cái việc triệt thoái khỏi Afghanistan sau cả chục năm trời chìm đắm trong cái cuộc chiến này thế nhưng không kết thúc cũng không được thế nhưng kết thúc một cách rất ông cái cái lúc đó ông Biden bị chỉ trích nặng nề bởi vì hỗn độn quá đi và để lại thậm chí những người từng ủng hộ những người Afghan ủng hộ cho Hoa Kỳ đó cũng bị kẹt lại rồi binh sĩ tử trận rồi nghĩa là xào sáo giữa cái phi trường cabo và thời điểm đó cho nên ông năm mươi tuổi nhưng mà có con chết ông quá phẫn nộ đặc biệt là ngày hôm qua chúng ta nhớ là bên phía dân chủ biden thì mời các vị khách mời đặc biệt bên phía cộng hòa cũng vậy họ cũng có những vị khách mời đặc biệt để làm bằng chứng nếu lý do mà đài truyền hình họ quay được những cái cảnh đó thì họ nói rằng đây là những người mà chúng tôi bị ảnh hưởng trong những chính sách của chính quyền hiện tại là joe biden và đó là lý do à, hiện nay thưa quý vị cái sự kiềm chế của đảng cộng hòa đây cũng là một cái điều đáng tiếc thực sự đó cái vị dân biểu mời ông mikio này tới đó à, họ cũng đã đưa ra những cái đó ông cố gắng kiềm chế nếu mà La ó thì kiềm hãm cái chuyện la ó Chúng ta thường thấy trong cái bài diễn văn đó Là ngay cả các vị thượng nghị sĩ, dân biểu Họ cũng la ó, uh, nghĩa là bu đó, Khi mà đưa ra những cái vấn đề uh, Không đúng với cái tình thế hiện tại Mà bị chống đối thì họ bu Nhưng mà trong trường hợp này ông quá phẫn nộ Chịu không nổi nữa Cho nên đứng dậy như quý vị nhìn thấy được chụp bức ảnh La họ cũng khá lâu thì sau khi la chúng tôi nghe thấy la 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 như vậy rồi thì một loạt sau thì không nghe thấy nữa. Thì ngày hôm nay người ta biết và hôm nay đó ông Steve Nikio thân phụ của người lính tự trận ở tại Afghanistan đó, đang bị truy tố về tội gây dối vào thời điểm Tổng thống có bài diễn văn. Đó là một trong những điểm mà bên phía ông Mike Johnson đó, cố gắng kiềm chế các thành viên của mình đừng để lên cái chuyện đó à, bởi vì sao ít nhất bày tỏ cái sự tôn trọng cho dù cái quan điểm của người tổng thống đưa bài thông điệp đó nó khác nghịch với chính mình à, và bây giờ ông bị truy tố hiện nay chưa biết được cái à, à, lệnh án sẽ như thế nào à, bên phía đảng cộng hòa chắc chắn cũng sẽ có tiếng nói để mong rằng ông không bị ở tù về cái vụ này lại là vấn đề di dân bất hợp pháp thưa quý vị ở tại denver khi mà trong tuần này à, giới chức của thành phố đó bây giờ họ gửi ra thông báo à, kêu gọi những chủ nhà mà có nhà cho thuê đó thì bây giờ quý vị có muốn cho di dân bất hợp pháp thuê hay không À, thành phố trả tiền nhưng mà maximum quý vị chỉ có được à, giống như là cái tiền rent được có 2 ngàn thôi thì cái lý do đó là bởi vì cái ngân sách của thành phố à, để mà giống như là cho những cái người di dân bất hợp pháp ở trong các shelter rồi những cái à, hotel đó bây giờ nó đã vượt quá rồi mà phải cắt ngân sách thôi quý vị trong năm ngoái phía thành phố denver à, họ phải bỏ ra 180 triệu À, để mà cung cấp chỗ ở cho các di dân bất hợp pháp. À, nhưng mà theo như cái 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 policy mới đó thì bây giờ cái ngân sách này phải bị giảm xuống 120 triệu cắt đi 60 triệu cho cái, cái năm sắp tới. Chính vì vậy mà phía Denver họ nói là họ phải đóng cửa bốn cái shelters. Thì khi mà đóng như vậy cái số người di dân bất hợp pháp này ở đâu? Thì như quý vị thấy hình ảnh báo chí họ chụp được là họ cứ dựng lều trại họ ở suốt ở những dưới những cái gầm cầu freeway vân vân rồi những cái lề đường mà to to đó mà bây giờ không đuổi họ đi được bắt họ đi thì phải có chỗ cho họ ở dọn họ về đâu thì bây giờ trong cái lá thư mà phía thành phố gửi ra đó à, bây giờ họ có một cái từ rất là à, tức cười thôi quý vị thay vì di dân bất hợp pháp thì cứ gọi di dân bất hợp pháp đi không newcomers đổi từ để làm cái gì <cười> <cười> vẫn là di dân bất hợp pháp mà thôi hay là giống như là quý vị nhận được cái thư đó nghe newcomers thì cảm thấy an toàn hơn người chăng? mới đến người mới đến là người mới đến lậu phải thêm cái chữ lậu mới đúng chứ à, thì à, đó Chưa là chất lậu lậu nhân <laughs> lậu thưa quý vị à, bây giờ phía thành phố này đó họ nói là à, tại vì cái chính sách của họ đó là một người di dân lậu chỉ được ở trong các shelter nếu mà là người không có gia đình à, đi một mình được ở có 14 ngày thôi, còn những gia đình có con nhỏ thì được ở 42 ngày, nhưng mà sau 42 ngày đó thì họ phải dọn ra để cho những người mới vào ở thì những cái gia đình mà có con nhỏ như vậy thì thật sự rất là tội nghiệp, cho nên là nếu như mà quý vị muốn có thể cho những cái gia đình đó thuê 2.000 đồng thành phố trả nhưng mà rồi không biết được là họ sẽ ở đến bao lâu hay là cái contract này nó như thế nào phía Denver họ nói là cái vấn đề ở đây đó là bây giờ họ có một cái lượng di dân bất hợp pháp hơn 5.000 người mà mỗi một ngày lại có từ 400 cho đến gần 600 người cứ từ những cái nơi khác đổ về đây nữa họ không còn chỗ để mà chứa à, thì bây giờ không riêng ở denver mà ở new york city nữa thưa quý vị ông thị trưởng của new york city bây giờ ổng muốn đổi cái luật là bây giờ những cái chỗ mà shelter đó à, cho những cái người di dân bất hợp pháp ở lên được thành 60 ngày thay vì 90 ngày tại vì đổ về nhiều quá rồi thì có một số người lại không có chịu là nói là những cái di dân bất hợp pháp mà có con nhỏ mà đuổi họ ra sớm như vậy rồi làm sao vân vân thì cho thấy là những cái thành phố này dân chủ này ở đây đó họ giống như là cứ kêu gào lên là cái chính sách phải mở cửa cho mọi người nhưng mà bây giờ mở cửa rồi thì ở đâu lại kêu người dân bây giờ chứa chấp những người di dân bất hợp pháp này đi Thực ra thưa quý vị khi mà sử dụng chữ di dân bất hợp pháp hoặc là di dân lậu nó chỉ đúng một phần thôi. Và đó là lý do tùy theo quan điểm của bên phía cộng hòa và dân chủ. Quan điểm dân chủ thì lại muốn bảo vệ di dân. Và đó cũng là lý do mà trong bài diễn văn ngày hôm qua ông Biden đã đề cập đó, ông lại nhắc tới vấn đề lịch sử đó. Bản thân ông gia đình của ông sang đây là di dân và ông nhắc lại tất cả những người di dân sang Mỹ là thành phần di dân đóng góp cho nước Mỹ này. Và không phải di dân nào cũng là di dân bất hợp pháp hoặc là di dân lậu. Có những người họ vì vấn đề lý do bị trù dập về, à, thánh, ví dụ một người à, xin tị nạn cộng sản bị trù dập. Thì nếu mà vào biên giới lúc này đó, họ vẫn phải qua các thủ tục mà trong bài diễn văn có đề cập đó là phải bỏ thêm tiền để mướn thêm người cảnh sát và ông tòa án bởi vì bây giờ đã có những cái hồ sơ chờ tới 6 năm thì ông muốn giảm xuống còn 6 tháng cho nên có những người thực sự là có những cái hồ sơ chẳng hạn như là gia đình của họ nếu mà không rời khỏi Mexico hoặc là Guatemala, à, Nicaragua vân vân, Ecuador họ có thể bị bọn băng đảng ma túy giết chết thì một trong những cái hồ sơ đó phải cứu xét cho họ. Mà vì thế mà dùng chữ di bất, bất hợp pháp hoặc là di dân lậu đó, nó trở thành vơ đũa cả nắm. Cho nên một lần nữa nó tùy theo các quan điểm. Và đó là lý do tại sao bên phía đảng Dân Chủ họ tránh dùng cái chữ di dân bất hợp pháp. Một người Việt Nam sang đây mới đầu là du lịch, thực sự muốn ở lại và đã quen được một, một cô hoặc là quen được với một anh và anh đó bảo lãnh cho người đó ở lại thì mới đầu nếu mà vì lý do trở ngại đó thì chúng ta thấy có lẽ như là một di dân bất hợp pháp nhưng mà cuối cùng qua các thủ tục thì cuối cùng trở thành hợp pháp à, cảm ơn sự theo dõi của quý vị mời quý vị vào trong trang nhà lưu đồ sài gòn tv.com chiều nay trở lại với chúng tôi lúc 5 giờ và tiếp tục với các đề tài liên quan đến bài diễn văn của ông Biden chủ nghĩa dân túy được ông Biden đưa ra trong bài thông điệp ngày hôm qua như thế nào Cảm ơn sự theo dõi của quý vị Mời quý vị vào trong trang Youtube Và nếu vào Youtube mong nhấn một nút like và subscribe Quý vị nhé Xin chúc quý vị Cuối tuần thật nhiều niềm vui bên gia đình Hẹn gặp lại vào chương trình tuần sau